Ra đây quay cho bố. Đấy, mọi người xem cái vườn hồng nhà mình nhá. Mình mới chiết được một ít ít cành cho nên là hôm nay là mình sẽ cắt để trồng. Cắt trồng ra ngoài đất cho nó lớn. Đó. Đây nhá. Đây là một cành. Đó. Rất là đẹp. Đây là sẽ tìm vị trí cắt chỗ này. Đấy. Xong nhá. Ai. Được một cái. Cái này còn có cả hoa. Thấy không? Cái này có cả hoa rất là đẹp. Mình chiết cũng lâu rồi, chiết cũng phải được tháng hơn tháng rồi. Cho nên hôm nay là mình tiến hành cắt tất. Dù nó có ra rễ hay không ra rễ thì cũng phải cắt. Tí nữa sẽ kiểm tra. Đấy. Nó đảm bảo có rễ nhá, mọi người nhá, nhìn này. Đấy. Đảm bảo có rễ. Đấy. 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 Cành này sao lại chiết tiếp này. Đấy. Cành này cũng chiết tiếp này. Đấy, nhưng mà cứ lần lượt à. Lần lượt xong rồi mới chiết. Đấy. Được 3 cành hồng chiết rồi này. Cắt ra thì mình dâm thôi. Dâm ra ngoài ngoài đất cho nó lên. Đây nhá, cây này nhá. Đó. Hồng này nó vào bây giờ là đang mùa hè cho nên là nó hoa nó không được đẹp. Hoa không được đẹp lắm. Mọi người có hay bị cây cỏ gấu không? Này, cỏ gấu dã man luôn. Dễ ăn hết cái chất cây của mình. Đây nhá. Đấy, xem cái thân này. Hồi tốt nhất là cắt sâu xuống đây. Cắt sâu đấy. Cắt luôn một nhát kéo. Ừ, thành cái gốc. Sau này gốc phải thành cái thân đẹp. Thân chi đẹp luôn. Này chắc cũng rất là nhiều rễ rồi. Đây. Giới thiệu mọi người đây mới là cành khủng này. Đây một cái cành khủng, chi khủng nữa này. Đấy nhá, đấy. Một cái thân của mình lên chi khủng. Bây giờ mình bỏ cái thân, cắt bỏ cái thân kia cái đi. Đó. Đây. Thường thì hay chiết, hồng cứ chiết xong là nó lại ở dưới đấy nó lại sẽ ra đấy, ra lộc. Lộc rất là khỏe. Đấy, mình tiến hành cắt này. Cắt. Đấy. Cái này thành cái thân, thân đẹp không? Con thân nuôi. Đấy. Gốc nuôi đẹp nha. Thấy không? Đẹp nhiều. Mỗi tội bây giờ là mùa hè nên nó không lên được. Đây, được một cái cành, một cái chi đẹp. Chi đẹp, cao chưa, dài chưa? Mọi người nhìn này, đấy, này phải hơn mét. Hơn mét. Hơn mét nha. Đó. Thế thôi, cách nhân bản hoa hồng rất là dễ. Nhân bản hoa hồng rất là dễ mà giá rẻ, tự mình làm. Hello, chào cả nhà. Đây nhá, sau hơn một tháng mình chiết, giờ hôm nay nó ra rễ rồi. Đấy, cho nên là mình cắt và đem đi dâm trồng. Nhìn qua nhà đẹp quá. Cắt và đem đi dâm trồng. À. Đấy, mọi người lại đây để xem mình bóc kem này ra. Hôm nay là coi như là đi thu hoạch. Ai, đây để đây. Rồi, ra cắt tiếp còn mấy cành nữa, dừng đi. Đây nhá, cành này chiết nhá, lâu rồi.
Cành này nó không có quả đấy, thấy không? Đấy, tổng cộng được phải gần chục cành á, chỉ làm đất trồng, đất trồng mệt đấy. Nhiều chưa mọi người, thấy nhiều chưa? Đây nhá, một số thân, một số cành này, cành này mọi người thấy chi chưa, dài hơn mét đấy, cho mọi người xem nhá, rễ đây nhá, rễ này, rễ của nó đó, thì rễ chưa, mọi người thấy rễ chưa, rễ nhiều chưa, thấy không, cảnh này thế này đấy, rất nhiều rễ luôn đấy, thấy chưa, rễ đây đấy. Đó. Chỉ cần dễ thế này thôi. Quay chưa? Quay tiếp đấy. Đây nhá. Mọi người nhá, đây cái cành vừa cắt vào đây nhá. Quay xa bây giờ chưa cần gần. Đấy, cành vừa cắt vào nhá. Rồi cho mọi người xem nhá, xem dễ nhá. Đây, bắt đầu mở bầu này. Đấy. Úi dồi ôi, dễ này, dễ phê chưa, giữ nguyên nó không rung mày ấy, dễ phê chưa, úi dồi ôi, dễ phê quá đấy, đứt chiết rất là đơn giản này nha, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, đẹp chưa, các bạn nhìn thấy dễ đẹp chưa, các bạn thấy dễ của nó đẹp chưa đó. Tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Đấy, dễ này trồng sống 100% luôn. À, bây giờ đến lượt mình cắt, cắt vệ sinh nhá. Đây còn có quả này. À, đứng đứng xa thì để toàn cảnh đi, toàn cảnh cả cái thân cây nữa. Đấy, bớt để trồng thì mình phải cắt vợi bớt lá đi, cắt vợi bớt. Nhưng vẫn để một ít nhá, ít cho nó quang hợp. Đấy, như này là xong, nó bật mầm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ô, 9 cành liền. À, 9 cành liền, quay toàn cảnh nhá. Tiếp đến cái này xem nào có dễ không. Đấy, nói chung là cũng có cái, có